Bài toán, trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX. Vẽ hai tia OE và OZ sao cho góc XOI bằng 45 độ và góc XOZ bằng 120 độ. Câu E, trong ba tia OX, OI, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Câu B, tính số đo góc IOZ. Câu C, tia OE có phải là tia phương giác của góc XOZ không? Vì sao? Chúng ta cùng đi vào giải bài toán này. Để giải bài toán, trước tiên chúng ta vẽ hình. Đầu tiên chúng ta vẽ góc XOY có số đo bằng 45 độ. Tiếp theo chúng ta vẽ góc XOZ có số đo bằng 120 độ. Trong đó toe và TOZ nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa TOX. Câu A. Đề hỏi trong ba tia OX, OE, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Qua xác hình vẽ, ta thấy trong ba tia OX, OY và OZ thì tia o nằm giữa hai tia OX và OZ. Chúng ta giải thích như sau. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX, ta có góc XOY nhỏ hơn góc XOZ vì 45 độ nhỏ hơn 120 độ. Nên tia o nằm giữa hai tia OX và OZ. Câu B đây yêu cầu chúng ta tính số đo của góc IOZ. Dựa vào công thức cộng góc chúng ta trình bày như sau. TOI nằm giữa hai tia và OZ. Cho nên chúng ta có công thức tổng của hai góc nhỏ bằng góc lớn. Tức là góc XOI cộng góc IOZ bằng góc XOZ. Từ đây thay số vào ta được. Góc XOE có số đo bằng 45 độ cộng góc ioz chưa có số đo chúng ta ghi lại bằng góc ioz có số đo bằng 120 độ từ đây chúng ta tính được góc ioz bằng 120 độ trừ cho 45 độ và được kết quả là 75 độ câu c đề hỏi toi có phải là tia phân giác của góc ioz không vì sao theo định nghĩa toi muốn là tia phân giác của góc ioz thì TOE phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là TOE phải nằm giữa hai tia OX và OZ và điều kiện thứ hai là TOE tạo với hai cạnh OX và OZ hai góc bằng nhau. Trong bài toán này ta thấy TOE nằm giữa hai tia OX và OZ. Tuy nhiên, TOE tạo với hai cạnh OX và OZ hai góc không bằng nhau. Cho nên TOE không phải là tia phân giác của góc XOZ. Chúng ta trình bày như sau. TOE không phải là tia phương giác của góc XOZ, vì góc XOE và góc IOZ không bằng nhau.